Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Review OS. Và nếu như các bạn là một tín đồ phím cơ nhưng các bạn lại thích setup theo dạng đơn giản giống như là Mac setup, chúng ta muốn những chiếc bàn phím giống như là Magic Keyboard nhưng lại là phím cơ thì sao? Đó chính là sự ra đời của chiếc Keychron K3V2, câu trả lời cho tất cả những thứ mà mình vừa nói với các bạn ở đầu video. Một chiếc bàn phím cơ mỏng nhẹ, thiết kế đẹp, tinh giản. Chi tiết thì mời các bạn cùng mình bắt đầu video để tìm hiểu nhé. Và mình là Công, tới từ Review OS. Hiện tại chúng ta có hai phiên bản dành cho Keychron K3V2 và mời các bạn tham khảo ở Silicon Z nhé. Đường link mình sẽ để ở phần mô tả của video này. Keychron K3 có thể nói là sinh ra để dành cho những chiếc MacBook, bởi vì là thiết kế của nó rất là đồng điệu với những chiếc MacBook, hay là những bạn nào dùng iMac cũng vậy. Chúng ta có thể thay thế cho việc là sử dụng cái bàn phím Magic Keyboard vừa không phải bàn phím cơ mà lại còn vừa cảm giác hơi mỏng manh, gõ phím nó không đã. Chúng ta muốn một chiếc bàn phím là cơ, gõ nó sướng hơn, thiết kế mạnh mẽ nam tính hơn. Đây chính là Keychron K3. Với phiên bản V2 này các bạn sẽ có sự nâng cấp, đó chính là tới từ phần chân đế. Thay vì phiên bản V1 chúng ta không thể nào nâng bàn phím lên được, và đôi khi gõ ngay chính bản thân mình thôi cảm giác bị hụt phím. Mình rất hay bấm nhầm các phím ở trên bàn phím. Thì bây giờ phiên bản V2 này sẽ có thêm một cái khớp cho phép bạn nâng lên. Có hẳn hai khớp nha các bạn, nâng một khớp nâng nhẹ này, và một khớp sẽ là nâng bàn phím lên cao hơn. Thì mình hay sử dụng cái nấc nâng cao nhất này để mình có trải nghiệm gõ phím là tốt nhất. Và bây giờ thì hãy cùng mình quay trở lại với thiết kế của chiếc Keychron K3 mình đang cầm ở trên tay đây, dành cho những bạn nào mà chưa bao giờ theo dõi những dòng phím của Keychron nhá. Đầu tiên là về chiếc hộp của chúng ta, thì ở bản V2 hộp của nó vẫn giống như V1. Và ở phía sau này các bạn sẽ có một số những tính năng nổi bật. Có lẽ cái mà làm cho mình quan tâm đó chính là về thời lượng sử dụng pin, có thể lên tới 2 tuần nếu tắt đèn. Và cũng như là cái này kết nối tốt, hoạt động ổn định với cả Windows và macOS. Đấy là những cái mà mình quan tâm. Ngoài ra thì các bạn có thể pause video này lại để xem kỹ hơn các tính năng. Thì mình sẽ mở nhanh hộp một chút nhé. Ngoài cái bàn phím này ra chúng ta sẽ còn một ít phụ kiện nữa. Mặc định layout ở trên bàn phím sẽ là dành cho macOS, và nếu như các bạn sử dụng Windows thì chúng ta sẽ có một số keycap ở đây để thay thế cho phù hợp với layout ở trên Windows. Hướng dẫn sử dụng không thể nào mà chi tiết và dễ hiểu hơn được nữa. Các bạn chỉ cần đọc qua một chút là sẽ kết nối và sử dụng được. Cáp kết nối USB Type-C được bọc dù ở bên ngoài rất là chắc chắn, và các bạn có thể sử dụng cáp hoặc là dùng không dây. Và cuối cùng là hai phụ kiện vô cùng quen thuộc với những bạn nào chơi bàn phím cơ, key puller để các bạn thay thế keycap. Và với cái nhíp bằng sắt này thì nó đang nói lên một điều, đó chính là phiên bản mình có ở đây là hot swap. Chúng ta phải thay thế switch trực tiếp ở trên bàn phím mà không cần phải quan tâm đến mối hàn hay cái gì cả. Một điểm cộng cho bàn phím cơ đúng không? Hot swap mình thấy là rất nhiều anh em, những ai mà độ phím sẽ quan tâm đến điều này. Thiết kế ở trên Keychron K3 V2 là hoàn toàn không thay đổi gì so với lại V1, ngoại trừ cái phần chân đế nâng như mình đã nói ở ngay đầu video. Chúng ta sẽ có phần plate được làm từ kim loại, khi sờ vào cho cảm giác mát lạnh, và tất nhiên là trong những cái setup bình thường của các bạn nó cũng sẽ mang đến hiệu ứng thị giác rất là tốt. Khi mình nhìn vào một cái bàn làm việc của mình mà có thêm cái bàn phím này với cái MacBook, ôi mình cảm giác nó rất là hợp nhau và sang hơn rất là nhiều. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ chỉ có phần plate được làm bằng kim loại, còn phần đế ở dưới của chúng ta sẽ vẫn làm bằng nhựa. Và ở đây các bạn sẽ có một số những cái chấu giữ giúp cho bàn phím cố định ở trên mặt bàn tốt hơn, không bị di chuyển, không bị xê dịch trong quá trình sử dụng. Còn cái mình thích nhất thì mình nói rồi, nó vẫn là hai cái nâng phím này lên. Khi mà nâng lên gõ thích hơn, không bị gõ nhầm phím. Còn đối với lại cái phần keycap của chúng ta thì những cái keycap này được phủ một lớp như kiểu là cao su mỏng ở phía trên. Nó vừa giúp bám phím hơn mà vừa giúp tay của chúng ta có trải nghiệm tốt khi sử dụng. Đồng thời là những cái phím này được làm hơi lõm vào trong một tí theo kiểu như ngón tay của các bạn ấy, nên khi chúng ta gõ vào cho cảm giác rất là tự nhiên. Và mình hoàn toàn hài lòng với cái lớp keycap đang có ở đây. Tại sao mình nói rằng bàn phím này sinh ra là dành cho macOS? Bởi vì toàn bộ hàng phím function của chúng ta từ F1 tới F12 hoàn toàn những tính năng mà xuất hiện ở trên taskbar của những chiếc MacBook. Nếu như bạn nào mà hay sử dụng MacBook này hay dùng iMac, các bạn kết nối với bàn phím và chuột ở ngoài, chúng ta sẽ nhận ra là bị thiếu một tính năng, đó chính là cái tính năng mở nhiều cửa sổ. Ngay cả mình ấy thôi, khi mình muốn chuyển đổi giữa các cái desktop với nhau thì mình bắt buộc phải thò tay vào trong MacBook và mình dùng ba ngón tay mình vuốt lên, mình trượt lên trên để mình vào chế độ đa cửa sổ. Còn những cái bàn phím cơ rời kia thì hoàn toàn không có. Nhưng mà với Keychron K3 V2 các bạn sẽ có tính năng đó nằm ở ngay nút F3. Chúng ta chỉ cần nhấn vào là đa cửa sổ xuất hiện, và bạn có thể chuyển đổi nhanh cửa sổ với nhau, hay chúng ta chia đôi cửa sổ rất là nhanh gọn và đơn giản. Thứ ba là về switch, thì phiên bản mà mình đang sử dụng ở đây là switch bản brown và hỗ trợ hot swap. Với cái switch ở trên bàn phím này thì sẽ là switch quang học, mà các bạn cũng biết rồi là quang học thì sẽ mang lại một số những ưu điểm, ví dụ như là cái độ bền của nó cao hơn, gõ thì nó sẽ chính xác hơn, cái độ nhận diện của nó sẽ tốt hơn so với lại bàn phím cơ. Ok, cái này anh em có thể search Google thêm về switch quang học thì ngon hơn những cái gì nhá. Mình sẽ nói chia sẻ về cái trải nghiệm khi mình sử dụng bàn phím này. Thực sự là nâng cấp từ V1 lên V2 nó mang lại cho mình trải nghiệm gõ phím sướng hơn bởi vì gõ chính xác và không bị nhầm. Còn về cái layout 75% ở trên phím, mình tin là nhiều bạn cũng sẽ phân vân là không biết làm quen có lâu không. Thì nếu như bạn nào mà chưa bao giờ gõ, các bạn sẽ hơi bị lúng túng một chút và có hiện tượng bị gõ nhầm trong những ngày đầu sử dụng. Còn chỉ cần khoảng tầm 1 tuần thì mình nghĩ là 75% không thành vấn đề, các bạn sẽ rất là quen. Ở trên bàn phím này thì mình thích bởi vì nó có 4 cái phím mũi tên để mình có thể làm việc kiểu dựng video hay mình làm ảnh dễ dàng hơn. Tuy nhiên thì có một phím bấm mà mình thấy rằng vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm, đó chính là phím đổi đèn nền. Việc đổi đèn nền ở trên bàn phím này rất là dễ, các bạn chỉ cần bấm một phím duy nhất nằm ở góc bàn phím đây là chúng ta đổi đèn nền giữa các chế độ được với nhau và có tận hơn 15 chế độ đổi đèn nền liền. Nhưng cái này là nhược điểm với mình bởi vì mỗi lần mà mình với tay qua bàn phím chẳng may mình chạm vào nó là lại đổi mất chế độ đèn nền yêu thích của mình. Cái việc mà bị đổi chế độ đèn nền yêu thích thì nó là một cái mà mình không thích lắm. Mỗi lần mình bị đổi như vậy mình phải bấm liên tục, bấm đến 10 mấy lần để mình quay trở về chế độ ban đầu của mình. Và mình thấy rằng đó là một cái trải nghiệm mà nó không được ok lắm. Thì không biết các bạn có gặp phải giống như mình không? Nếu như mà có hoặc không thì các bạn cũng comment cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ vào phần tiếng gõ phím. Mình sẽ quay một đoạn ngắn để các bạn nghe được cái tiếng khi mà mình gõ với switch này. Vừa rồi thì mình có nói về 15 chế độ đèn nền nhưng mà thực ra nó còn nhiều hơn và mời các bạn cùng mình trải nghiệm nhé. Cuối cùng ở trong video này mình sẽ dành để chia sẻ thêm với các bạn một số những cái trải nghiệm thực tế khác khi mình sử dụng. Nói về vấn đề pin thì nếu như chúng ta mà không bật đèn nền thì các bạn có thể sử dụng được giống như là ở trên vỏ hộp ghi. Nhưng nếu như các bạn bật đèn nền mà full RGB lên thì thời gian sử dụng của chúng ta nó sẽ tụt xuống còn 34 tiếng liên tục. Có nghĩa là bật được cái bàn phím này sáng đèn nền liên tục trong vòng 34 giờ. Thứ hai là về cảm giác khi mà chúng ta gõ Loud Profile. Loud Profile nó như kiểu là nửa cò so với bản full ấy. Các bạn bình thường gõ bàn phím cơ đầy đủ, ví dụ nó đi từ đây đến đây đi, thì bây giờ với Loud Profile nó chỉ đi bằng khoảng một nửa thôi. Và với một người mà đang gõ quen cái bàn phím cơ thông thường, khi sang cái này cảm giác hơi bị hụt một chút. Nhưng mà yên tâm, các bạn dùng khoảng tầm một tuần sẽ quen. Còn với những bạn nào mà đang gõ bàn phím MacBook, đang gõ bàn phím Magic Keyboard thì chắc chắn là cái bàn phím này sẽ làm các bạn wow, sướng đấy nhở, phê đấy nhở, cảm giác rất là đã. Và rồi một cái cuối cùng nữa mà mình nhận ra khi dùng cái bàn phím này, đó chính là sẽ hơi khó với những bạn nào mà muốn độ keycap. Bởi vì keycap sinh ra cho dòng Keychron K3 này nó khá là ít. Chúng ta mà muốn độ keycap ở trên cái này thì chắc phải liên hệ với Keychron để đặt riêng một bộ. Chứ còn bây giờ tìm trên thị trường thì hơi hiếm đúng không anh em? Và rồi, đó là những cái muốn chia sẻ với các bạn về Keychron K3 V2, một sự nâng cấp đáng giá, đáng mua so với lại Keychron K3 V1 và đặc biệt phù hợp với những bạn nào muốn một setup gọn gàng, nhỏ, nhẹ nhưng vẫn là bàn phím cơ. Anh em thấy sao về chiếc bàn phím này của chúng ta? Mời các bạn để ý kiến ở phần bình luận của video cho mình cùng biết nhé. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại trong những video lần sau của Review OS. Xem đến đây rồi anh em đừng quên là để lại cái đăng ký kênh cho mình bởi vì mình có thể mất 2 đến 3 tiếng đồng hồ làm video nhưng các bạn bấm đăng ký kênh chỉ 5 giây thôi. Xin chào mọi người.